ngày 27 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với 6 bị cáo tội gây rối trật tự tại địa phận các xã Bế Sở, Liên Nghĩa, Long Hưng và thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang. Khoảng 21 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2023, tại các tuyến đường giao thông thuộc địa phận các xã Bế Sở, Liên Nghĩa, Long Hưng và thị trấn Văn Giang, Nguyễn Phú Hát, thường trú tại xã Bế Sở cùng một số đối tượng khác mang theo súng tự chế, dao kiếm, điều khiển xe mô tô lạng lách truy đuổi một nhóm đối tượng và xảy ra vụ việc ẩu đả gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội. Trong vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố các tội danh giết người, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Sau một ngày xét xử, tòa tuyên phạt 4 bị cáo mức án cao nhất 7 năm 9 tháng và thấp nhất 2 năm tù, 2 bị cáo cùng mức phạt 1 năm 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.